Vấn đề ăn chay ăn mặn, theo con hiểu biết thì đi chùa thường là ăn chay để thân tâm được trong sạch. Tại sao Phật giáo Nguyên Thủy mình được phép ăn mặn ạ? Và con nghe nhiều người bảo rằng ăn thịt động vật, mở ngoặc các chúng sanh đóng ngoặc, sẽ sanh ra nhiều bệnh tật hơn ạ. Như sư nói, sư không quan tâm thầy quý vị là ai, mà sư quan tâm là kinh Phật dạy như thế nào. Nếu như mà cái này sư nói riết thì nó cũng kỳ. Nếu như quý vị có nghiên cứu thì quý vị sẽ thấy Phật giáo phát triển sở dĩ ăn chay là bởi vì vào thời Lương Võ Đế thì ông mới ra một cái chiếu lệnh là tu sĩ thì bắt buộc phải ăn chay, tu sĩ mà ăn cá thịt thì sẽ bị xử tử. Cho nên là các vị tu sĩ trên toàn cõi Trung Quốc thì không được ăn cá thịt do sắc lệnh của triều đình. Và từ đó đó, khi ở trong cái tình thế đó thì đôi khi họ lại bị buộc phải sáng tác những cái văn bản, những cái tác phẩm văn học để ca ngợi việc ăn chay. Nhớ dùm. Còn các sư theo Phật giáo Nguyên Thủy thì do không có bị cái ảnh hưởng của Trung Hoa, cho nên các sư cứ theo lời Phật dạy thôi. Và khi mà các thầy, những vị nào có học thức, có nghiên cứu, thì các thầy đó đều biết về sự thật lịch sử này. Cho nên là các thầy cũng không có chỉ trích các sư cái việc là ăn cá thịt. Mà các sư khi mà biết về lịch sử truyền giáo của Đạo Phật Trung Hoa thì các sư cũng không có chỉ trích các thầy là các thầy tu theo Đề Bà Đạt Đa. Tại vì quý vị biết là Đề Bà Đạt Đa là muốn chia rẽ tăng đoàn, cho nên là có yêu cầu Đức Thế Tôn chấp nhận 5 điều. Và trong 5 điều đó bao gồm là tỷ kheo không được ăn cá thịt. Cho nên là có nhiều vị thì hơi cực đoan, quá khích. Khi mà nghe những cái vị mà thầy theo Phật giáo phát triển mà ăn chay á, nói là ông ăn chay vì là ông theo Đề Bà Đạt Đa. Tại Đề Bà Đạt Đa yêu cầu Đức Thế Tôn như thế thì sư thấy thì không có nên nói như thế. Bởi vì nếu như nghiên cứu theo lịch sử thì cái đó là do cái vấn đề về lịch sử, chứ không phải vấn đề về cái kiến của các thầy. Chẳng qua là về sau thì Phật tử đa phần là ít có nghiên cứu, thành ra là cứ nghe người này nói, người kia nói. Thành ra là quý vị cứ tranh cãi lẫn nhau. Trong khi đó đó là các thầy và các sư, những người mà có nghiên cứu sâu rộng, thì các thầy và các sư rất là thông cảm cho cái hoàn cảnh lịch sử của nhau. Cho nên là không có các cái vấn đề tranh cãi. Cái việc là thân tâm được trong sạch đó, thì xin thưa là trong kinh Phật không có nói như thế. Bây giờ quý vị có chừng nào có điện thoại thì tra dùm sư bài kinh Tướng Quân Si Ha. Thì Đức Phật nói đó là ai mà nói rằng á, là ai Như Lai mà biết rằng cái thịt đó là vì Như Lai mà giết mà Như Lai vẫn ăn á, thì người đó là phỉ báng Như Lai. Và Đức Thế Tôn ra cái điều học cho các vị tỷ kheo. Ngài nói rằng, này các tỷ kheo, Như Lai nói rằng có ba loại thịt
được xem là tuyệt đối thanh tịnh nha, tuyệt đối thanh tịnh. Đó là khi không thấy, không nghe và không nghi, thì như vậy là tuyệt đối thanh tịnh. Còn nếu ai nói ngược lại thì đó là phỉ báng Đức Thế Tôn. Và quý vị biết là cái thịt đi chợ này nè, có được bằng cách nào? Bằng cách là các vị đi chợ á, đi vô trực tiếp siêu thị, đến cái quầy đông lạnh á, mua cái loại thịt mà đã giết mổ sẵn rồi mua về. Thì như vậy á, là quý các vị đó có tới hay là không có tới thì cái thịt đó nó cũng đã nằm sẵn ở đó rồi, hiểu không? Nó không có ảnh hưởng gì cái chuyện mà sát sanh ở đây hết trơn, tại vì nó đã nằm sẵn ở đó rồi, mình chỉ tới mình lấy thôi. Con vị nói với sư là mình báo gọi là báo trước với chỗ đó, ví dụ như mỗi mỗi tuần mình lấy bao nhiêu ký, sư nói không, không được dặn trước, tới có thì lấy, không có đi chỗ khác, không có được dặn trước. Cho nên là quý vị yên tâm về cái tính trong sạch của cái này ha. Còn nhiều người bảo là ăn thịt động vật thì sanh ra nhiều bệnh tật. Thì một lần nữa sư hỏi là nhiều người bảo là ai bảo? Quý vị cứ toàn nghe đồn không mà ha. Trong khi đó sư thì đúng là sư ủng hộ cái việc là ăn nhiều rau. Ăn nhiều rau thì nó tốt, nhưng mà nếu mà nói về sức khỏe thì chúng ta nên có một cái thái độ ăn nó phù hợp chứ không có cực đoan. Nhớ loài người là động vật ăn tạp, mà mình tu mà mình còn lý luận là tôi phải ăn cái này, tôi không ăn cái kia, là mình thành cái người là khó nuôi, khó chịu, khó chịu. Mình tu làm sao mà mình dễ nuôi á, thì cái đó nó mới là tu đúng. Và mình tu làm sao mà mình thành cái người mà khó chịu quá thì coi chừng ha. Cho nên là sư để quý vị để ý trên cái bàn á, sư không nói, và khi quý vị đăng ký sư không nói là ăn mặn và ăn chay và ăn mặn, không hề. Sư dùng là ăn chay và tùy hỷ. Ý đúng rồi. Tức là ai muốn ăn chay thì cứ ăn chay, ai muốn tùy hỷ, tùy hỷ là sao? Có gì ăn đó, cho gì ăn đó. Hôm nào mà thiếu thiếu tiền cho quý vị ăn cơm với muối cũng không sao hết trơn, tùy hỷ mà. Sống làm sao, tu làm sao mà cái gì mình cũng được hết trơn á, miễn sao nó hợp pháp thì thôi ha. Lại thêm một vấn đề nữa là nhắc cho quý vị nhớ luôn, là những vị ăn thực dưỡng á, xin thưa là ở trong đạo Phật không phải ăn để cho mình, quý vị có đọc cái phần quán tưởng về vật thực đó, ăn không phải để cho mình có cái sức khỏe như là người ở thế gian. Ăn chỉ đơn thuần là để duy trì thọ mạng thôi, để tu hành. Có nghĩa miễn sao ăn mà để mình còn sống là tốt rồi. Ăn để tránh cái sự đói, chứ không phải là ăn để cho mình có cái sức khỏe mà quý vị lựa chọn cái phương pháp ăn thực dưỡng. Cho nên người đời thì có thể thực dưỡng, nhưng mà các sư thì không có được phép như thế. Người mà tu sĩ là không có được phép như thế.